Thường Dâu chào tất cả anh em và bà con. Hôm nay có một câu chuyện, nó có một đứa em nó cũng hơi xa một tí, nó ở Ninh Bình, nó Hải TV, thì cũng có một tí cái khúc mắc về cái chuyện trong cái clip. Thật sự là Thường Dâu cũng chưa hiểu rõ được. Thì hôm nay em nó đến đây, đến tại nhà Thường Dâu thì em nó nói như thế nào để còn hiểu được, để Thường Dâu cũng có thể là giúp em nó được chút nào. Bây giờ cái việc nó như thế nào thì em nói đi. Cái chuyện thì nó cũng như này ạ. Ừ. Thì em có đi chơi ấy, và em có quay lại một cái clip em cho lên kênh Hạt TV của em. Ừ. Đấy, thì có một người là không em không biết là họ là ai, họ gọi điện em đến và gọi đến em ấy, bắt em xóa cái clip đi. Thì em có hẹn người đấy là gặp mặt để nói chuyện về cái clip đấy, nhưng mà khi mà gặp mặt ấy, thì chưa kịp nói chuyện là người ta đã cho người đánh em rồi. À. Và sau khi mà đánh em xong ấy, người ta còn gọi điện là hăm dọa em, bảo gặp em đâu đánh em đấy. Thì hôm nay em lên đây thì nhờ anh biết giúp em cái chuyện này ạ. Nghe có vẻ là hơi vô lý đúng không? Còn kiểu cũng như kiểu bố đời ấy. Thế thì thế này nhá, anh nói thế này. Cái trường hợp cái tưởng clip đấy là em có động chạm gì đến họ không? Dạ, em cũng không có động chạm gì nữa ạ. Có anh hỏi thật nhá, là hỏi rất tế nhị, thì trong cuộc sống ví dụ như là có yêu đương hay là có tranh chấp cái gì với họ, mà thực tế là em có biết được cái đối tượng này không? Em không biết được đối tượng đấy, À, họ ẩn danh, họ không không cho em biết ạ. thế là hẹn gặp mấy lần mà họ lại không ra gặp, xong họ lại cho người ra đánh em. Vâng. Thế thì thế này, anh có ý kiến này. Bây giờ em phải hẹn gặp nó, hẹn gặp ở một quán nào đó, thì nếu nó đồng ý ra nói chuyện thì anh sẽ có mặt ở đấy, anh với một hai em của anh đó là đứng ở trong một cái chỗ nào đó, là sẽ không lộ mặt, hiểu không? Còn em ấy là lúc người ta ra để nói chuyện đấy, thì người ta sẽ lúc em nói chuyện mà người ta bình thường ấy, người ta ví dụ người ta làm đồng tình với mình ấy, thì thôi ok anh sẽ không lộ mặt nữa. Còn nếu người ta hùng hổ hay người ta muốn làm một cái gì đó hay là đánh em chẳng hạn thì anh sẽ có mặt ngay nhé. Thế còn bây giờ là em điện đi, em gọi đi, mà anh cũng đấy sao cơ đâu, cái clip cho anh mà xem qua một tí thế nào. Xảy với cái gì đấy con? Ông nói 7 tiêu 7 quả. Ờ, vậy cái Tôi bên nhắm quả. 7 tiêu, không biết là bao nhiêu 7 tiêu, 7 quả. Ờ, ok. Thế một tiêu đủ 2 quả. Ờ, nhưng mà tính. Nó tính 1 quả. Đây là tính quả. Ông nói câu 7 tiêu 7 quả. Ờ, 7 tiêu 7 quả cái gì? Một thẻ một tiêu gì đấy còn làm cái gì đấy? Sao đi chơi? Nghiên cứu là đi chơi. Đúng không? Rồi bây giờ chỉ có qua thôi, anh thấy nó cũng chẳng có gì cả, đúng không? Thế còn rồi rồi. Cái này là bọn em vui chơi có cái gì đâu, đúng không? Vâng, đúng rồi, Ừ. Thôi được rồi, thế này, anh đồng ý giúp em. Còn cái việc mà tổ chức nào là như lúc nãy mà anh nói đấy, là cứ thế mà làm. Bây giờ em hẹn đi nhé. Còn có gì thì anh sẽ vội với em. Rồi. Có gì điện luôn cho anh nhé. Vâng. Thì ở cái địa điểm nào là em phải điện cho anh luôn nhé. Trong xe đó. Nhá. Alo anh Hưởng à? Anh ơi, nó đồng ý hẹn với em rồi. Vâng, và bây giờ anh ấy nha, cho là em gửi địa chỉ cho anh nhá. Vâng, đúng rồi anh ạ. Vâng, vâng anh ạ. TV không? Dạ, anh ngồi đây ạ. Mày biết tao ai không? Anh là người điện cho em đúng không? Tao điện mày đây. Thế giờ mày muốn thế nào? Em thì thực ra thì em cũng hẹn anh ở đây thì em cũng muốn nói chuyện với anh là em muốn nó hòa hợp với nhau. Em không muốn Hôm trước mày ngủ báo lắm mà sao hôm nay mày nói nhỏ nhẽ này? Bây giờ ý mày nói thẳng luôn này, ý mày thế nào? thì em cũng muốn anh em không 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 muốn va chạm nữa, tại vì em là con người làm ăn, em
Bây giờ tao đéo muốn mày xóa clip nữa, tao muốn đánh mày không? Hả? Em bật bây giờ em. Chó này. Chó này. Chó. Chó. Này. Hả? Này. Anh em ơi. Đấy, anh. Đúng rồi. Đây là đánh người này. Anh ơi. Anh đi qua nhìn lên chỗ tôi. Tôi là ai cũng quan trọng cả đâu, ông phải đánh người này hả? Tôi chả biết ông là ai nên chuyện của chúng tôi. Việc chúng tôi với ông đánh thằng con này à? Hả? Ông có lấy tay gì cái gì? Đây là chuyện riêng ông của tôi. Ông liên quan gì đâu? Thôi. Cho nó đứng dậy đi. Cho nó đứng dậy.